Xin chào tất cả mọi người. Lúc này khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2021. Mình đang có mặt tại cánh đồng xóm Vôi. Bây giờ là thuộc thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đi qua đường thì mình thấy có ba mẹ con nhà cô đang gặt lúa ở dưới này, thì mình xuống để thứ nhất là để xem các cô gặt lúa như nào, bởi vì mình cũng chưa bao giờ là nhìn cận cảnh cái công việc gặt lúa của những người nông dân. Thứ hai nữa là sẽ giao lưu cùng ba mẹ con nhà cô. Và các bạn đang nhìn thấy con trẻ của cô đi gặt cũng rất là siêu. Mình thấy anh này gặt cũng nhanh không kém gì hai mẹ con đâu. Em biết gặt mấy năm rồi em ơi? Mấy năm ngoái thôi. Mấy năm ngoái à? Ai dạy em gặt vậy? Chỉ thấy người ta gặt muốn gặt thôi, bởi vì nhà nhiều khi nó ít người thì cùng ra gặt thôi. Anh thấy điều đặc biệt là có con trai gặt, thế nên anh mới xuống đây để giao lưu cùng ba mẹ con đấy. Con gái gặt thì cũng rất là bình thường. Thế ngoài công việc gặt ra thì em biết đi cấy không? Cấy thì thi thoảng thôi. Thi thoảng nữa. Con trai thì cấy thì ít. Thế ba mẹ con mình gặt ở đây lâu chưa cô? Gặt từ lúc mấy giờ? Gặt từ lúc 3 giờ. Mấy giờ ạ? 3 giờ. 3 giờ ạ? 3 giờ thì ba mẹ con đã gặt được khoảng 2/3 cái thửa ruộng rồi, đúng không cô nhỉ? Cháu thấy bên này là người ta thuê máy gặt, tại sao mình lại không thuê cô? Cất trâu, muốn lấy rơm cho trâu nên không thuê được. À, có nghĩa là nếu gặt bằng máy thì để không tận dụng được cái rơm cho trâu đúng không ạ? Đúng. Nếu mà cái ruộng nhà mình mà thuê máy gặt thì không mất khoảng bao nhiêu tiền em nhỉ? Mất khoảng 450.000. 450.000. Thế nhà mình có mấy cái thửa ruộng như này cô? Năm thửa, nó bằng cái thửa mà cô đang gặt đấy ạ? Hay là bé hơn hay to bé hơn? Bé hơn ạ? Thế năm thửa ruộng nhà mình thì có đủ lương thực cho dùng cho một vụ hay là một năm? Từng vụ một, mình nếu cả năm thì cũng được. À, hai vâng. Người già ấy. À, như vậy là có nghĩa là cũng đủ lương thực cho gia đình trong cả năm. Vâng. Cháu thấy bây giờ người ta đi làm công nhân thì thu nhập có thể là tốt hơn làm trồng lúa này, có phải không cô nhỉ? Đấy, người ta một tháng người ta đến 5-6 triệu ấy, bằng mình một năm đi làm ruộng thì ấy, già này không ai. Vâng, có nghĩa không phải ai cũng đi làm được cô nhỉ? Đấy, chỉ có người trẻ mới đi làm được, còn già thì ở nhà thì lại phải làm ruộng. Thế cái lúa mình ra phơi ở đây bao nhiêu thời gian thì mình mới mang về nhà em? Sáng mai thì gánh về nhà. Sáng mai khoảng 8 giờ gánh. Và sau khi giao lưu cùng với ba mẹ con nhà cô Lành thì mình cũng đã hiểu sơ sơ về cái công việc của những người nông dân. Thứ hai nữa là cũng hiểu là cái mức thu nhập của những người nông dân so với các bạn trẻ hiện tại là đi làm công nhân rất là nhiều. À, nếu mà có lựa chọn nào gặt và cấy thì em chọn công việc nào? Nói chung là gặt thì dễ hơn. Gặt là dễ hơn à? Còn cấy thì con trai thì cấy nó khó. Gặt này có vẻ là đỡ đau lưng hơn nhỉ?